Hello các bạn, xin chào buổi sáng. Trời ơi, mới vừa mở lên thôi là điện thoại nó kêu liền. Hôm nay là sáng 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 thứ tư rồi. Phải thứ tư, đúng rồi thứ tư. Tức là bên bên Việt Nam là hình như là mùng 5 tháng 5 rồi đó. Thì mùng 5 tháng 5 là Tết đang ngọ. Trước hết thì em chúc mọi người một ngày Tết đang ngọ rất là vui vẻ và hạnh phúc và an lành nhé. Quan trọng nhất cũng vẫn là sức khỏe chứ không phải là đồng tiền. Mình có sức khỏe thì mình sẽ có đồng tiền thôi. Kiếp này mình không làm được tỷ phú thì mình cũng làm được triệu phú rồi phải không các bạn? Thì em hy vọng mùng 5 tháng 5 này sẽ ngày Tết này sẽ đem tới nhiều niềm vui đến cho mọi người. Bây giờ thì để em vào em mua cà phê xong rồi sau đó em sẽ ra trò chuyện tiếp với các bạn nhé. À, quên mà trước khi đi đó. Trước khi đi đó là phải đeo khẩu trang. Và các bạn biết không, cái khẩu trang này đó em xài mấy lần là em quên giục, em không có đem theo cái khác. Em còn có cái này trong xe thôi. Cho nên cái lỗ mũi nó bị nổi mụn. Mình xài nó những cái mồ hôi, cái hơi thở mình răng nó bám vô đây đó, nó sẽ dính những con vi khuẩn. Mà vi khuẩn đó nó sẽ đưa vô, nó bò vô những cái chỗ mà chân lông của mình đó. Thì nó không có hay làm bị em nổi một cục mụn ở đây này nè. Cái này là mình phải chùi sạch nó hoặc là mình giục bỏ. À, còn nữa, ai mà cần những cái khẩu trang giống gì thì cứ nói em nhé. Cái này là của bên Việt Nam làm chứ không phải bên Trung Quốc. Bây giờ đa số đó ai cũng sợ hàng của Trung Quốc hết á. Bây giờ mình đi vô trong mua cà phê. Tí nữa em sẽ quay lại nói chuyện với các bạn nhé. Phải rửa tay. Cái khẩu trang này chắc là phải giục quá. Xài hoài nó sẽ bị nhiễm trùng. Phải giục nhưng mà phải lấy cái mớ mình mới giục bỏ cái này được. Tại lỡ như có đi đâu gấp mà không có khẩu trang nó không cho vô tiệm. Bây giờ ở bên Mỹ á, nhà tiệm phải cần có khẩu trang nó mới cho mình vô nha các bạn. Nhà em bị nổi mụn rồi nè. Chè muốn nè. Tí cà phê nhé. Hôm nay mua được cái bánh Matisso. Em mời các bạn xem nha. Đây, bánh Matisso của Mỹ. Ở đây nó làm nhiều loại bánh lắm. Bánh Matisso mà loại bự cũng có, mà loại nhỏ cũng có. Nhìn cái là thèm liền. Cho em cắn cái nha, em mời các bạn nha. Ngon quá. Ngon. Ăn bánh Patisso này á, uống thêm một tí xíu cà phê vô nữa là số 1. Giờ hổm giờ các bạn thấy em hay nói lại cái chuyện của năm chú tiểu phải không? Thì tại em thấy dư luận họ còn chỉ trích bên năm chú tiểu nhiều quá. Em không biết họ làm như vậy để làm cái gì, để gì kiếm chén cơm cho trên YouTube hay là để mà đánh bóng cái tên tuổi kênh của mình. Thì những cái chuyện đó đó, mình làm YouTube á, mình đừng có nói chuyện mà bôi nhọ những người khác, mà trong khi đó đó mình chưa biết rõ là cái sự thật nó như thế nào. Thì hôm nay đó, ai mà chưa xem cái clip mà 7 bài pháp mà của bên các bé đọc đó, của bên kênh năm chú tiểu đưa ra đó, thì các bạn hãy vào xem nhé. 7 bài pháp này nó rất là đầy ý nghĩa. Nếu như mà mình mà xem qua rồi đó, bảo đảm mình sẽ có xúc động trong lòng mình, mình sẽ có cảm xúc liền. Còn những người nào coi á mà không có cảm xúc đó thì em không có gì để mà nói nữa cả. Thì bây giờ các bạn cũng thấy rõ rồi đó. Các bé đó đâu phải các thầy, các bé có, nói chung là các thầy luôn nữa, đâu có phải là ăn chơi mỗi ngày giống như mà những cái lời mà dư luận họ nói đâu. Họ vẫn làm việc, họ vẫn tụng kinh, họ vẫn học, cho nên họ mới giỏi. Tại sao mà các bé mà lại ngoan ngoãn mà giỏi như vậy? Tại vì nhờ các thầy đào tạo, nhờ các thầy dạy dỗ mỗi ngày, chứ không phải là ngồi chơi không. Không phải là ăn xong rồi sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn rồi đi ngủ rồi dậy
chơi những cái này chơi chơi những cái nọ, thì các bạn thấy rồi đó, nếu như mà họ chơi không như vậy đó thì làm sao mà họ tài giỏi được. Có người nào mà đi chơi không mà giỏi đâu các bạn. Đi chơi giỏi ra là giỏi gì biết không? Giỏi hư, giỏi hư chứ không phải là giỏi giỏi mà kiểu khôn ngoan. Thì các bạn cũng thấy 7 bài pháp họ đưa ra, mỗi một bài pháp đều có một cái ý nghĩa sâu sắc của họ. Chẳng hạn như là cái bài đầu tiên là bài đánh răng, nạo lưỡi đó các bạn. Thì mình vừa đánh răng, mình vừa nạo lưỡi mà mình vừa suy nghĩ tới, mình quán lại cái quá khứ của mình, cái ngày hôm qua của mình như thế nào. Thì mình sửa đi, thì mình sửa đi, cho mình những cái gì mình làm sai thì mình sửa, thì tốt thôi, đúng không? Thì trước khi mà mình đi ngủ đó, nếu như một con người mà có đạo đức, mà có tu theo cái hạnh của Đức Phật đó, thì mà trước khi mình ngủ thì mình phải niệm lại những cái ngày như ngày trong ngày đó mình làm có làm gì sai. Em bị hơi nhiều quá. Có làm gì sai, rồi có làm gì mất lòng đến ai hay không, hoặc là mình có làm gì buồn, cho ai buồn, cho ai khổ, cho ai khóc hay không, thì mình phải sâu chuỗi lại, mình phải suy nghĩ lại để mình coi cái ngày đó mình có làm gì sai. Nếu như mình có sai thì mình sám hối, thì đó là con đường của mình tu học. Mình tu là mình để sửa, mình để mình hành, chứ không phải là mình tu là để mình đi đừa gạt. Giống như ở nhà đi, tại sao người ta gọi là tu sửa? Tại vì cái nhà mình nó hư rồi cho nên mình mới tu, mình mới sửa lại cho cái nhà nó hoàn tráng hơn, cho nó đẹp đẽ hơn. Thì con người của chúng ta cũng vậy, không phải ai mà sanh ra mà không có làm lỗi cả. Cho nên chúng ta tu là chúng ta sửa lại, chúng ta sửa là cái bản tánh của chúng ta như thế nào thì chúng ta phải biết. Thì các bạn cũng thấy á, 7 bài pháp đưa ra đó, có cái bài pháp là thứ tha đó, có hạnh thứ tha, rồi hạnh quên mình, rồi cái hạnh cuối cùng á, cái bài pháp cuối cùng là của Đức Tâm, đó là từ bi hỷ xả đó các bạn. Thì các bạn thấy đó là vì sao bây giờ các bạn cũng nhìn thấy là tại sao mà các thầy lại không lên tiếng về những cái dư luận, những cái người mà đưa ra này nói nọ bôi nhọ họ. Tại vì sao? Tại họ từ bi hỷ xả, họ đang hạnh, họ đang làm theo cái đường tu của họ. Cho nên mình phải thương xót những người mà nói xấu mình. Tại vì mình phải độ cho họ biết rằng mình không có xấu như họ nghĩ. Thì lúc đó từ từ họ sẽ cảm giác ra, ngộ ra rằng là họ sai, thì họ sẽ sửa thôi. Nhưng mà mình có bây giờ càng ngày những người mà bôi nhọ bên Thiền Am càng ngày càng đông lên. Nhưng mà những cái clip mà bôi nhọ đó các bạn, có nhiều người coi lắm nha, mà không hiểu vì sao là tại sao mà người ta lại đi coi những cái clip mà bôi nhọ đó. Mà con người của mình đi bôi nhọ người khác như vậy là hỏi thử coi mình có phải là một con người đàng hoàng hay không. Mình người đàng hoàng thì mình không có phải bôi nhọ người ta, mà mình phải khuyến khích để người ta sửa lại. Thì giống như là các thầy cũng nói đó, trong cái bài pháp đó cũng nói là mình tha thứ đó. Thì mình thấy người ta làm lỗi thì mình phải tha thứ cho người ta, mình phải thông cảm cho người ta, chứ mình không phải là người thấy người ta làm lỗi cái mình đi mình chỉ trích người ta, hay là mình chửi người ta thêm nói này nọ. Cái đó không phải. Người ta làm sai thì mình phải khuyến khích làm sao để cho người ta sửa. Thì những người mà bôi nhọ bên Thiền Am đó, thì Thiền Am đó lên tiếng thì họ vẫn yên lặng, để cho những người đó được ngộ ra rằng Thiền Am không có sai, để cho họ ngộ ra rằng họ đã làm sai, để họ mà sám hối. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người không có sám hối, họ muốn được nổi tiếng, cho nên họ mới bôi nhọ, họ muốn chửi bên Thiền Am. Thì các bạn để ý đó, những cái người nào mà chửi Thiền Am á, đa số cũng được nhiều view lắm. Nhưng mà em mặc kệ. Bây giờ đó, nói thật chứ ai chửi em thì chửi, em hoan hỷ thôi. Tại vì mình biết cái đường của mình đi, mình biết sai thì mình sửa, thấy không? Như vậy đó, mình mới là một con người mà biết tu. Tu là để sửa, mà sửa là cái đức độ của mình, sửa là cái đức tánh của mình, chứ không phải là mình đi tu người ta cho mình tà đạo cái mình cũng ấy. Bây giờ cái giống như thầy Nhị Nguyên cũng nói đó, nếu như mà họ là tà đạo đó thì tại sao mà những đứa bé đó mà lại giỏi như vậy? Các bạn không tin em, bắt các bé giỏi phải không, các bé lành phải không? Tới Thiền Am đi, những người mà anti fan đó, những người mà không thích Thiền Am đó, dám tới Thiền Am đối mặt hay không, coi họ có phải là thực sự là giả, hay là thực sự là đạo đức giả hay không, là tà đạo hay không. Các bạn tới đi, các bạn biết, bảo đảm không tới. Tại vì sao? Tại vì mình đã biết là mình làm sai với người ta rồi, tại sao mình dám tới gặp mặt người ta? Các bạn đồng ý không? Chẳng hạn như bây giờ mình làm cái gì sai trái,
mình làm phạm luật, mình dám đứng trước mặt cảnh sát mà mình dám đứng trước mặt cảnh sát mà đối diện cảnh sát hay không, hoặc là đối diện ông tòa hay không? Bảo đảm không dám, không dám, không dám, không dám, không dám. Tại sao? Tại vì mình đã làm sai, ngu gì mình đứng trước mặt ông tòa, ngu gì đứng trước mặt cảnh sát để mà để cho họ bắt mình. Các bạn đồng ý không? Cho nên thiền am cũng vậy. Các bạn nào mà anti fan mà nói xấu thiền am á, có dám tới đối diện với thiền am hay không? Tại vì sao? Tại vì thiền am đâu có sai, mà mình đã là người chửi bậy người ta rồi, mình không có chứng cớ, mình không có gì đầy đủ gì cả, mà mình tới mình chửi người ta như vậy, mình có dám đứng trước mặt người ta không? Đâu có dám. Chẳng hạn như cái tên mà tên gì mà đưa giấy khai sinh đây đó, có dám tới thiền am đối diện hay không? Đâu có dám, không bao giờ dám. Có khi mà mình làm gì sai đó, mình dám ra tòa để mình đứng trước mặt để mình đối diện với cái người mà mình làm sai hay không? Không có ai cả. Người ta làm sai đa số bỏ trốn, giống như cái án mà chị ơi mà cứu em vớ đó, cái án của bé Đỗ Thị Kim Kim Hân đó, là Phạm Kim Phê 18 tuổi giết chết đó. Thì lúc mà giết chết chôn rồi đó, có đâu giờ để dám đi ra phường mà nó nói với cảnh sát đó là ô đâu nói công an là tôi mới giết con bé đâu, đâu có dám. Tại vì công an điều tra ra được, nghi ngờ đó là nghi phạm, cho nên mới bắt, mới điều tra ra, họ mới khai. Chứ bây giờ mình làm phạm pháp, mình có dám tới mình đối diện hay không? Những người nào làm, những người mà tà đạo, không bao giờ mình dám đứng trước mặt Đức Phật cả. Tại sao? Tại vì họ biết mình đã làm sai. Khi mà mình nhìn Đức Phật mà cái tượng mà Đức Phật ở trước mặt mà nhìn lại mình á, những người làm sai bảo đảm không dám đứng đối diện với Đức Phật. Các bạn đồng ý với em không? Cho nên á, tại sao mà nếu mà người đời, những dư luận cho là các bé hay là các sư là giả, các sư làm sai, các sư là tà đạo, thì tại sao họ thờ Phật? Tại sao mà họ dám đứng trước Phật tụng kinh, những bài tin của những người tổ truyền lại, chẳng hạn như là chú Đại Bi nè, chú Đại Bi, rồi những cái chú mà Thủ Lăng Nghiêm nè, thiếu gì chú, mà tại sao họ dám tụng? Nếu như mà họ mà tà đạo, không bao giờ mà dám tụng cả. Tại sao? Tại vì mình biết, mình nhìn đối diện với cái Đức Phật, giống như Đức Phật là khi mà mình làm gì sai á, sai trái với lương tâm mình á, là mình khi mình nhìn tới Đức Phật bảo đảm mình yếu tim liền, mình sợ lắm. Mình sợ gì? Sợ nhân quả. Tại sao? Tại vì nhân quả là có thật. Các bạn đồng ý hay không? Không có người nào mà làm sai mà dám đứng trước mặt Đức Phật cả. Thì cái đó là cái tâm sự mà em nói cho các bạn biết rằng, những người mà chống đối với lời thiền am đó, thì hãy suy nghĩ lại cho kỹ. Suy nghĩ lại cho kỹ nha. Tại em biết em ngu, em mới nói lên những cái lời đó. Tại vì cái suy nghĩ của em là một suy nghĩ một đứa bé nhỏ nhoi thôi. Em chỉ là một con hộp cát trong cái vũ trụ này, không từ được, không bằng cái hộp cát nữa. Nó chỉ là hộp cát là còn đỡ nha. Em phải nói là cái hộp gì nó nhỏ hơn hộp cát, các bạn cho em hộp gì cũng được. Em mới nói chung là em chỉ nói lên sự công bằng. Thì cái hộp cát này đó là chỉ là suy nghĩ nhỏ nhoi, cho nên mới thấy được cái sự đó là cái sự đúng của bên thiền em làm. Là không có gì hoàn toàn, không có gì sai cả. Còn các bạn mà suy nghĩ sâu xa, các bạn thông minh quá trời thông minh luôn đó, em đâu có bằng các bạn đâu. Các bạn học cao, em đâu có học cao. Em học thấp lắm, em học chỉ có như đây, thì các bạn học như đây, thì em học như đây thì làm sao trí thức của em bằng các bạn được. Cho nên các bạn ghét thiền am là đúng rồi, đúng không? Cho nên á, nói chung lại, nói tóm lại, người nào làm sai có dám đứng đối diện với lời cảnh sát hay không, đối diện với lời quan tòa hay không? Không bao giờ cả. Cho nên những người nào mà chống đối, những người nào ghét đó, thì tới đối diện với lời thiền am đi. Đứng trước mặt Đức Phật đi, đứng trước mặt thầy ông nội đi, đứng trước mặt thầy Hoàng Nguyên đi. Dám chửi họ không? Đâu có dám. Không bao giờ dám cả. Đúng không nè? Cho nên á, mình đừng có làm ơn mà mình làm cái gì cũng vậy, phải có cái đạo đức nghề nghiệp. Mình phải làm những cái chuyện gì mà mình có lương tâm. Mình biết chắc chắn, mình không biết được chắc chắn cái chuyện đó nó như thế nào. Mình đừng có xem xét những cái kênh này, những cái bài báo hay là những cái tờ này để mình xem phán đoán. Tại sao các bạn thấy đi, công an, luật pháp rất là công bằng. Nếu như họ làm sai thì tại sao bây giờ họ vẫn sống ở đó, họ vẫn để địa chỉ ở đó, vẫn để số phone đó, ai liên lạc thì liên lạc. Có thằng tội phạm nào á mà để số phone của mình, để địa chỉ mình trên mạng để cho người ta tới kiếm bắt mình không? Không bao giờ có cả. Các bạn thấy không? Làm sai là bị công an bắt liền. Chẳng hạn như cái vụ án em mới vừa nói đó, đứa bé đó bị thất lạc rồi gọi điện thoại đó là báo công an, là công an tới điều tra bắt liền ngay lập tức. Thấy không? Còn bây giờ thiền am nó nói là thiền am lừa gạt, lừa đảo, dùng mấy đứa bé lừa đảo. Tại vì tại sao chính quyền không nhúng tay nó bắt đi?
Mà tại sao còn tới bây giờ gần cái vụ mà 50 người là xảy ra lúc tháng 10, em còn nhớ đó là sau cái vụ đó đó là em tới Thiền Am. Thiền Am lúc đó là còn bề hài thấy lắm, lúc đó là thầy còn mệt lắm bởi mới bị gặp mấy cái mặt đó rất là tội. Đó, lúc đó em có nói chuyện với lời sư cô Nico Huyền Trân và gặp năm chú tiểu nói chuyện. Thì các bạn không tin thì các bạn có thể coi lại những cái clip cũ của em nhé. Thì các bạn để ý đi, mình làm người thì mình phải có đạo đức, mình phải có lương tâm. Bất cứ mình làm cái gì cũng vậy, mình buôn bán cũng vậy, mình phải có lương tâm, mình phải có lương tâm của đạo đức của cái nghề nghề nghiệp. Chứ mình đừng có buôn bán, mình mua một cái mình lời 10, hay mua một cái mình lời 100. Ví dụ cái hàng này hàng Trung Quốc, cái mình nói hàng này hàng Mỹ, như vậy là sai rồi, đi để đâu có lương tâm. Mấy người làm YouTube cũng vậy, mình muốn làm cho mình làm sao mình được nổi tiếng thì mình phải có một cái sáng tạo riêng cho mình phải có một cái ý kiến riêng cho mình. Chứ mình đừng có đi moi móc những cái chuyện người khác, mà những cái chuyện đó chuyện không có. Mấy người moi móc đó đó, mấy người có dám về đối diện hay không? Đâu có dám. Những người chửi Thiền Am đâu ai dám tới đối diện đâu nè. Thôi, em bị hơi nhiều nhiều quá rồi. Nói chung thì em cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để mà xem cái video clip này của em. Cái tên ngu ngốc Lọc Lê này đó, em rất là ngu, cho nên em chỉ suy nghĩ được có tới đó thôi. Còn những người mà anti fan hay là những người gì đó, cái đầu óc của họ học cao hiểu rộng, họ học tới họ phải nói là trí tuệ của họ cao hơn Bill Gates luôn, cho nên họ mới suy nghĩ xa như vậy. Còn em á, là em chấp nhận em thua Bill Gates, em chấp nhận em thua, kể cả mà con trâu á em còn thua nữa, nói chi con bò, đúng không? Thôi không nói nữa, em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã bỏ thời gian qua xem cái video clip này của em nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm, và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký và nhớ bấm like và chia sẻ nhé. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.